Chào mừng các bạn đến với kênh của Lý Thế Thắng, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Tôi xin giới thiệu các bạn một mẫu đồng hồ pin hàng chính hãng với thương hiệu là Olympianus, rất là tuyệt vời. Với thiết kế mang phong cách của dòng doanh nhân, hiển thị lịch ở góc 3 giờ. Size mặt là 38 39 mm. Mã của đồng hồ đó là 130 gạch ngang 03M gạch ngang 405E. Thông số phía sau của nó này, kính sapphire này. Chống nước các bạn có thể đeo tắm giặt rửa tay đi mưa ok. Vỏ và dây thì bằng thép 316L. Dây cao cấp khóa OP. Ở trên kim và trên số của nó thì có cái vạch dạ quang giúp cho chúng ta có thể xem giờ vào buổi tối. Cái dạ quang này buổi tối sẽ rất là sáng, sáng rất đẹp luôn. Ok chưa nào? Tôi sẽ đeo thử lên trên tay để cho các bạn cảm nhận được khi lên tay nó sẽ tuyệt vời như nào nhé. Cái mẫu này thì mỏng và size nhỏ rất là ôm tay, dành cho những bạn cổ tay nhỏ và vừa. Lên tay sẽ rất là tuyệt vời. Ok, ôm khít luôn à. Rất thích. Đeo một chiếc đồng hồ chính hãng như thế này, mặc sơ mi đi gặp gỡ bạn bè, gặp gỡ khách hàng hay đối tác của mình sẽ rất là tuyệt vời đúng không nào? Nó rất là ôm tay. Rất thích mọi người ơi. Rồi, bền. Mức giá của nó thì là dưới 2 triệu. Rất tuyệt vời với một chiếc đồng hồ chính hãng đúng không nào? Một bộ sản phẩm của nó thì bao gồm có hộp hãng, một cuốn sổ bảo hành quốc tế. Ở cuốn sổ bảo hành quốc tế này này thì nó sẽ có ghi thông số của đồng hồ, có hướng dẫn sử dụng, đồng thời có ghi cái địa chỉ bảo hành quốc tế tại Việt Nam. Nó chính là nhà phân phối độc quyền thương hiệu OP này tại Việt Nam, là nhà Trường Hoan 31 Đinh Tiên Hoàng. Đồng nghĩa việc là cho dù bạn mua đồng hồ này ở bất kỳ một cái đại lý nào trên toàn quốc thì chiếc đồng hồ này á cũng từ nhà phân phối Trường Hoan này mà ra cả. Ok chưa? Mình thì ở Hà Nội. Đối với những bạn ở Hà Nội có thể qua trực tiếp cửa hàng của bên mình ở khu đô thị Tân Tây Đô, Đan Phượng, Hà Nội để xem và lấy sản phẩm. Còn đối với những bạn ở xa thì bên mình sẽ giao tận nhà trên toàn quốc. Các bạn nhận đồng hồ được bữa ra xem đúng mẫu với lấy thanh toán tiền. Số của mình đó là 0912681586. Đừng quên theo dõi mình để xem những cái mẫu đồng hồ tuyệt vời ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào thân ái và quyết thắng.